Như quý vị đã biết, khi mà chúng ta điều khiển xe mô tô gắn máy, cái việc mà đội mũ bảo hiểm là điều đương nhiên và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn là cực kỳ cần thiết. Vậy nên hôm nay chúng ta bàn đơn giản thôi, đó là kỹ năng để lựa chọn và phân biệt những loại mũ bảo hiểm trên thị trường hiện nay. Và để cụ thể hóa những thông tin thực tế nhất từ quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi có mời tới một chuyên gia trong lĩnh vực mũ bảo hiểm, bạn Tuấn Anh. Chào bạn Tùng. Bây giờ là mình có khoảng bao nhiêu loại là phổ biến ở Việt Nam? Căn bản sẽ chia ra làm 5 loại. Và cái loại mà phổ biến nhất ở Việt Nam mình hiện giờ đó là mũ bảo hiểm nửa đầu. Này. Mũ 1/2 hả? Đúng rồi, 1/2. Đây là mũ nửa đầu. Thì cái này chỉ khuyên dùng cho những cái phạm vi di chuyển là trong khu vực nội thành thôi. Tốc độ thấp nữa. Tốc độ thấp. Cái loại này ấy, Mạnh Tùng thấy là nhiều người ấy, là đội cứ bị sộc sạch trên đầu ấy. Hay là có người đội có một cái chỏm bé bé này này. Là sao? Là họ chọn sai hay là họ không biết cách đội? Thứ nhất á, là cái mũ bảo hiểm nửa đầu á, về cái độ ổn định trên đầu của mình á, nó rất là thấp. Tại vì nó chỉ có bám phân nửa cái phần đầu của mình thôi. Cho nên là cái độ ổn định không cao. Cái thứ hai nữa là về cái cách chọn mũ. Nếu như mà cái người điều khiển phương tiện giao thông mà chọn cái mũ nó quá rộng, thì khi di chuyển gió thổi vào nó sẽ bị sọc sệt cái nón. Nếu như có vấn đề không may xảy ra thì cái nón sẽ văng ra khỏi đầu. Nguy hiểm ha. Mất khả năng bảo vệ. Còn khi mà chọn cái nón nó quá chật thì nó sẽ bó cái đầu rất là khó chịu. Và nóng nực này nữa thì mọi người cảm thấy rất là bức rứt. Cho nên đa số mọi người có xu hướng là chọn cái nón nó hơi rộng. Tuy nhiên á, thì cái việc mà đội nón rộng nó lại giảm cái khả năng bảo vệ. Mọi người nên chọn một cái nón 3/4 đầu như vậy để điều khiển những cái phương tiện có cái phân khối cao hơn và di chuyển ở tốc độ cao hơn. Tuy nhiên á, thì đối với sản phẩm này cũng chỉ khuyên dùng là sử dụng trong khu vực nội thành thôi. Nó có kính này để nó bảo vệ khói, bụi, đất, đá nó văng vào mặt mình, tăng cái tính bảo vệ hơn. Với lại cái lòng nón nó sâu hơn, nó có cái phần bảo vệ bên má. Nếu có va đập thì nó bảo vệ luôn cả cái phần hàm của mình. Để chọn cho mình một cái nón nó vừa đầu thì mọi người sẽ có một cái cách thử như vậy. Rồi, thử như nào. Khi đội cái nón lên, dây được điều chỉnh chắc chắn, cài vào thì hai cái phần má này phải ôm sát vào mặt. Sẽ thử lắc cái nón. Lắc lên lắc xuống, nếu mà cái nón ôm chặt vào đầu thì đây là vừa kích cỡ. Tuy nhiên thì vẫn là lưu ý đối với người tham gia giao thông là nên lựa chọn những cái mũ nó không có quá chặt. Để mình vừa an toàn mà vừa cảm thấy thoải mái. Để mà sử dụng cái mũ một cách lâu dài để bảo vệ chính mình. Tuy nhiên á, thì đối với cái nhu cầu mà di chuyển đường dài, đường quốc lộ, đường có tốc độ cao hơn thì Tuấn Anh cũng khuyên là người tiêu dùng, người điều khiển phương tiện giao thông nên chọn những cái mũ nguyên đầu. Những cái nón này thì cái khả năng bảo vệ nó cao hơn. Nó bảo vệ luôn cả cái phần hàm ở phía trước của mình. Nếu như có va đập thì nó bảo vệ tốt hơn so với cái nón 3/4 này vừa rồi. Nhưng mà nếu mà bo hết đầu như vậy, mình có khó quan sát những cái xe xung quanh không? Thực ra thì nhìn nó như vậy, nhưng mà cái khả năng quan sát của nó cũng rất là tốt. Tuy nhiên á, là do một cái thói quen là mọi người khi mà muốn quan sát phía sau thì lại thường có xu hướng là xoay đầu về phía sau để mà nhìn, thay vì nhìn vào gương chiếu hậu. Đó là chính vì vậy mà lý do vì sao xe máy luôn bắt buộc là gắn cái kính chiếu hậu. Quan trọng lắm á. Đúng rồi. Cái việc mà quay đầu lại phía sau đó là không có an toàn khi tham gia giao thông. Vậy là ba loại rồi, còn hai loại nữa đúng không? Đúng rồi. Hai loại này thì nó hơi một xíu nó chuyên biệt hơn. Đây. Ví dụ như cái nón này thì mọi người sử dụng để gọi là đi những cái đoạn đường mà địa hình dằn xóc hơn một xíu. Loại thứ nào? Đây. Hình dáng bên ngoài thì nó rất là giống. Tuy nhiên á, thì cái hàm của nó có thể bật lên. Ủa, vậy là chiếc này là lai giữa nguyên đầu và 3/4 đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh Tùng thấy thì cái nón nguyên đầu á, khi mà đội vào á, mọi người có cảm giác là khó chịu, khó đội. Thì với một cái nón sản phẩm như vậy, người ta gọi là nón nguyên đầu lật hàm. Nguyên đầu lật hàm. Đúng rồi. Thì cái việc mà đội vào và tháo ra nó rất là dễ dàng. Khi mà mũ ấy, mình đội khoảng bao lâu thì mình nên vệ sinh nó một lần? Cái việc vệ sinh cũng tùy theo cái tần suất sử dụng, cái quãng đường di chuyển. Mọi người có thể là
tháo cái phần lớp lót bên trong của nón ra để mà vệ sinh. Tháo ra có thể, đúng rồi, có thể tháo ra được. Hầu hết các mũ đều tháo được. Cũng không hẳn. Tức là những cái dòng mũ nào mà cao cấp một xíu, chất lượng tốt một xíu thì sẽ có luôn cái sự tiện dụng này. Thì chỉ việc ví dụ như khoảng một tuần hoặc 3 ngày thì mọi người có thể. Quý vị thấy không? Đấy, mua một chiếc mũ đạt chuẩn này, chất lượng tốt này, có thể là hơi mắc một chút nhưng nếu như mà chúng ta dùng, thứ nhất là an toàn hơn, đội cảm thấy thích hơn và vệ sinh hơn, bởi vì nhiều loại mũ ấy, Mạnh Tùng thấy một số người ấy do không tháo được đâm ra cả năm trời không giặt. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, cảm ơn Mạnh Tùng. Hôm nay là nhờ Tuấn Anh, Mạnh Tùng lại hiểu thêm về các loại mũ đang có trên thị trường cũng như là cách phân biệt này, rồi là ứng dụng thực tế trong trường hợp cụ thể nào. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào.